khoa chấn thương, bệnh viện đa khoa tỉnh hiện có 2 bệnh nhân đang điều trị bỏng do thuốc pháo, trong đó bệnh nhân sinh năm 2011 ở xã Nghi Dân, huyện Kim Động bị bỏng lửa bàn tay trái độ 2, đau sát trượt ra lòng bàn tay. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân sinh năm 2009 ở xã Hồng Quang, huyện Ân Thi bị bỏng hơi pháo toàn bộ vùng mặt, không mở được hai mắt do thuốc pháo cháy bùng trong quá trình chế tạo. Bạn mang tí thuốc lên để quấn bên ngoài, thằng kia thì nó cầm bật lửa đốt cái giấy, nó kiểu nó có tí thuốc ấy, nó bắt đầu nó bùng lên. Có một số trường hợp vào bỏng vết tổn thương bàn tay cũng rất là nặng nề. Rồi có những trường hợp mà năm ngoái có những anh mà mù cả hai mắt. Khuyến cáo các phụ huynh là quan tâm đến việc của các em thanh thiếu niên, vì tính hiếu kỳ và hiếu động của các cháu nên là dùng pháo mà không hiểu biết gì về pháo thì có thể rất là nguy hiểm đến tính mạng. Việc tự ý đặt mua các hóa chất và chế tạo sử dụng pháo tự chế thời gian qua đã để lại nhiều hệ lụy. Các gia đình cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền vận động người thân, con em chấp hành nghiêm quy định về quản lý pháo, tuyệt đối không tự ý chế tạo sử dụng pháo nổ, thuốc pháo để ngăn chặn nguy cơ hậu quả đáng tiếc xảy ra.